Thì về hành chính thì đây là một bệnh nhân nam 55 tuổi ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nhập viện vì lý do là nói đớ. Ngày nhập viện là ngày 4 tháng 6 năm 2021. Bệnh sử của bệnh nhân là cấp nhập viện khoảng 2 giờ đồng hồ thì bệnh nhân đang ăn đột ngột có chóng mặt kèm theo nôn ói và nói đớ. Sau đó thì bệnh nhân nhập vào bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai. Tại khoa cấp cứu thì bệnh nhân được chụp một cái MRI và quyết định là trên cái CT MRI thì ghi nhận là không có cái tổn thương mới ở trên nhu mô não, thì quyết định điều trị nội khoa. Thì sau 7 ngày điều trị thì bệnh nhân hết nói đớ, sinh hoạt bình thường và còn yếu nhẹ nửa người bên trái. Lúc này thì ở khoa nội thần kinh mời hội chẩn khoa của tụi em vì chụp một cái CT scan phát hiện ra là hẹp động mạch cảnh trong bên phải, hẹp động mạch cảnh trong hai bên phải nhiều hơn bên trái. Em sẽ trình bày cái CT sau ạ. Về tiền căn thì bệnh nhân chỉ có tăng huyết áp, đang điều trị và có tai biến mạch máu não cũ trước đây vào tháng 2 năm 2021. Trên khám lâm sàng thì bệnh nhân tỉnh tiếp xúc tốt, có yếu nhẹ nửa người bên trái, sức cơ là 4 trên 5, có ở tâm thu ở vùng cổ bên phải, nghe rõ, tim đều rõ, phổi không ran, bụng mềm, mạch tứ chi bệnh nhân rõ, sinh hiệu thì ổn. Trên MRI thì ghi nhận là một cái tổn thương nhồi máu não cũ ở vùng cạnh não thất bên. Có vài nốt bất thường tín hiệu vùng chất trắng dưới vỏ, có khả năng thiếu máu và bệnh lý mạch máu nhỏ. Và đây là cái hình MRI của bệnh nhân. Rồi nó chạy hơi nhanh. Bệnh nhân được có siêu âm động mạch cảnh thì có ghi nhận trên siêu âm động mạch cảnh thấy động mạch cảnh phải có động mạch cảnh trong, PSV là 182 PD, và đi là 52 cm trên giây, RI là 0,86, cơ vữa gây hẹp khoảng 75 đến 80% lòng mạch theo ECST. Và động mạch cảnh bên trái thì động mạch cảnh chung không thấy hẹp, động mạch cảnh trong khó khảo sát. Bệnh nhân được cho chụp một cái CTA thì thấy là CTA động mạch cảnh bên phải có diện tích mạch cắt tại lòng mạch vị trí hẹp nhất là 0,7 mm vuông, diện tích mạch cắt lòng mạch tại vị trí không hẹp là 8, tỷ lệ hẹp động mạch cảnh trong bên phải là 91% theo NASEP. Động mạch cảnh trái thì cũng có hẹp và cái tỷ lệ hẹp là 64% theo NASEP. Động mạch đốt sống hai bên thì không có hẹp, không có phình, có giảm cung lượng cản quang động mạch não giữa bên phải so với bên trái. Và đây là hình ảnh của CT scan bệnh nhân trước mổ. Trên cái CT scan này thì chúng ta thấy cái hình ảnh hẹp động mạch cảnh hai bên, bên phải nhiều hơn bên trái. Và cái hình ảnh dựng lại của tụi em thì đây là một trong những cái mà vấn đề ở khoa tụi em thì có sử dụng cái những cái chương trình phần mềm để dựng hình lại cùng đo đạt lại để double check với lại những cái kết quả đọc của bên khoa chẩn đoán hình ảnh. Thì ở đây tụi em dựng lại cái động mạch cảnh chung bên cảnh trong bên phải tại vị trí hẹp nhất và đo được cái diện tích của nó cũng như các đường kính, và sau đó thì đo ở cái vị trí bình thường cách chỗ hẹp khoảng 10 mm ra một cái diện tích nữa thì chúng em cũng đo được cái tỷ lệ hẹp là khoảng 80% theo NASEP. Thì chẩn đoán của tụi em là một cái nhồi máu não tái phát ngày thứ 10, 12, hẹp động mạch cảnh trong bên hai bên bên phải nhiều hơn bên trái, có tăng huyết áp đang điều trị. Thì về chỉ định mổ thì theo cái guideline của ESC 2017 thì đây là một trường hợp hẹp mạch cảnh có triệu chứng và cái mức độ hẹp là trên 80%, ta sẽ đi theo cái nhánh hẹp động mạch cảnh từ 70 đến 99%, và trong trường hợp này thì phẫu thuật bóc nội mạc động mạch cảnh là được khuyến cáo theo class 1. Đây là cái khuyến cáo class 1 của ESC năm 2017 và ASA năm 2011 thì cũng là cái khuyến cáo là 70%. Và cái bên khuyến cáo của ASA thì người ta nói rõ cái cách đo là cái cách đo theo NASEP, còn cái khuyến cáo của ESC thì không nói rõ cái tỷ lệ đo này, tỷ lệ hẹp này là đo theo cái phương pháp nào, ECST hoặc là NASEP. Thì trong trường hợp này thì tụi em áp dụng theo cái phương pháp đo của NASEP thì thấy là cái hẹp là trên 80, là 80% là đều đúng với lại cái guideline của ESC cũng như là ASA. Về thời điểm can thiệp thì giống như hồi nãy các bác sĩ đã trình bày, ta thấy rằng là các guideline đều khuyến cáo là nên can thiệp sớm trong vòng 14 ngày khi có triệu chứng,
của ESC 2017 và ESA năm 2011. Bệnh nhân được phẫu thuật vào ngày 14 tháng 6 năm 2021 với phương pháp vô cảm là mê nội khí quản, theo dõi trong mổ bằng áp lực động mạch xâm lấn và INVOS có huyết áp động mạch cảnh đo đạt sau kẹp. Phương pháp phẫu thuật của tụi em thì là bóc nội mạc động mạch cảnh bằng phương pháp lột vỏ eversion. Thời gian phẫu thuật là 60 phút, thời gian kẹp cảnh là 20 phút và không có sử dụng sân cảnh. Đây là cái hình ảnh mà, tại vì tụi em không có chụp hình ở trong mổ được thì em xin lấy một số các hình ảnh minh họa từ sách giáo khoa mà cách tụi em làm. Đó là cách lột ngược dòng của động mạch cảnh trong. Đây là cái CT scan sau phẫu thuật. Chúng ta thấy là cái động mạch cảnh trong nó không cảnh trong bên phải nó không còn hẹp nữa. Khi so sánh hình MIP giữa hai bên thì trước mổ là chúng ta thấy cái khối ở cái vị trí hẹp ở vùng ngay sau chỗ xuất phát của động mạch cảnh trong bên phải, và cái vị trí ở sau mổ thì nó không còn hẹp nữa. Sau đó thì bệnh nhân tái khám tốt tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thì tụi em đã triển khai cùng, trước đó là bác sĩ Anh Dũng, tiến sĩ Anh Dũng có triển khai, sau đó thì em tiếp nối, thì đến nay đã được 75 trường hợp hẹp cảnh với những cái phương pháp, hai phương pháp khác nhau là bóc nội mạc bình thường, tạo hình miếng vá và lột đặt động mạch cảnh. Với phương pháp vô cảm là mê nội khí quản và theo dõi trong mổ là sử dụng INVOS và huyết áp động mạch cảnh trong sau kẹp. Kết quả ngắn hạn thì có một trường hợp tử vong, còn những không có tai biến mạch máu nào sau mổ.